Em chào tất cả các bác. Ở bên em bao ship đơn hàng từ 200.000 ạ. Các bác lấy hoa lan hoặc là lấy phân thuốc này, chậu móc các kiểu đủ 200.000 thì em sẽ bao ship. Ở trong video ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác một chút về hoa lan cũng như là về vật tư này. Trước tiên thì em giới thiệu với các bác về lan kiếm. Lan kiếm thì hiện tại em đang có phan chí lá sần. Phan chí lá sần thì em còn có chậu này. Chậu này gồm có 3 thân. Có một thân già, một thân bánh tẻ và một thân tơ tít ạ. Thì bản lá của nó là được 3 sen. Đây, bản lá thân tơ là 3 sen ạ. Còn thân bánh tẻ này khá là bé thôi. Thân bánh tẻ này thì bản lá có 2 phân rưỡi thôi. Các bác trồng làm giống. Cả khóm này thì là 500.000 ạ. Phan chí lá sần cả khóm này là 500.000. Em xin phép các bác là em nhổ chậu em gửi ạ. Tại vì chậu của nó rất là to. Thì hôm nay thì có bác có đặt em thân vị hoàng. Nhưng mà các bác thường thì cây nhà em toàn trồng chậu tầm chậu 30 hoặc là chậu tầm 25, 26 thôi. Chậu rất là to. Thì bình thường thì em gửi cả cây ấy thì tiền cước của nó rất là cao các bạn. Tại vì bây giờ cây nó cũng rất là rẻ ấy. Nếu mà mình gửi cả chậu thì tiền cước nó khá là cao. Bởi vì khi mà em gửi cây thì em sẽ gửi chuyển phát nhanh. Thì không phải là họ cân lên đâu các bạn. Không, có nghĩa là mình đóng một thùng hàng thì không phải họ cân lên đâu, mà là họ đo. Ví dụ như em đóng cho các bác một thùng hàng cân lên thì có 1 cân, 2 cân thôi. Nhưng mà người ta sẽ đo thể tích, chiều dài, chiều rộng, nhân chiều cao rồi mới chia ra. Thì số cân có thể lên 7, 8 cân hoặc là lên đến 10, 11 cân các bạn. Lúc đấy họ mới tính, họ mới nhân về giá cước. Cho nên là tiền cước khá là cao. Đấy, cho nên là em xin phép các bác là em nhổ chậu em gửi các bác ạ. Còn đây là vị hoàng. Đây là vị hoàng lá láng. Em còn có thân này này. Thân này là 200.000 ạ. Bản lá của nó là 3,5 sen. Đậy thân thủ khá là to. Thì ở gốc thì cũng có 2 mầm con ạ. Đây, 2 mầm con. Cái này các bác mang về trồng mà nó lên phát triển lên thành cây con thì rất là nhanh rồi. Đây, có 2 mầm con, 1 này, 2 bên. 2 mầm con, 2 bên luôn. Đậy thân này là 200.000. Lan kiếm vị hoàng. Vị hoàng lá láng. Đậy vị hoàng bây giờ thì nó giá cả của nó cũng rất là rẻ rồi. Thì các bác có thể sưu tầm được rất là nhiều dòng hoa. Hoa lan bây giờ cũng thân thòng cũng như là hoa lan kiếm thì đều rất là giá cả rất là phải chăng. Cho nên các bác có thể sưu tầm được rất là nhiều dòng để mình chơi. Đây là xanh Huế lá sần của em. Đang nụ này. Cũng khá là sai bông và bông rất là to. Chậu này thì có bác đặt từ năm ngoái rồi cho nên là em không bán ạ. Còn đây là semi lưỡi hồng các bạn. Đây là dòng kiếm Thái. Semi lưỡi hồng em có một mẹ con này giao lưu với các bác 100.000 này. Gồm có một mẹ và một con ở đây. Đấy, một mẹ một con. Dòng kiếm Thái nhà em thì em có semi lưỡi hồng. Mojunto, nhà Mojunto nhà em thì cũng hết rồi cho nên là còn semi lưỡi hồng này. Để có một mẹ một con thân tơ rất là đẹp các bác trồng sưu tầm chơi này. Còn đây là Ngọc Khánh. Lan kiếm Ngọc Khánh ạ. Nguồn gốc của nó là Nari Bắc Cạn em. Cái này thì thuộc dòng lô hội này, thân thủ nó bé bé. Nó thân thủ của nó bé bé gần giống với cả như kiểu gần giống với như cây vàng cánh bầu Hải Phòng ấy các bạn. Đấy, nó bé bé như thế. Thì đây, cả chậu này gồm một mẹ, một con này và một thân già. Cả khóm này có 100.000 thôi ạ. Rồi em có hai chậu các bạn. Các bác lựa chọn này. Chậu này 100.000 và chậu này cũng 100.000. Cũng là một thân già, một mẹ và một con. Đang kiếm Ngọc Khánh ạ. Các bác trồng sưu tầm chơi. Còn vàng cánh bầu Hải Phòng thì em còn có thân này này các bác. Còn một mẹ một con này. 50.000 ạ. Đây có một thân già và một con. Đây có 50.000. Đây là vàng cánh bầu Hải Phòng. Dòng vàng cánh bầu Hải Phòng thì giá cả của nó rất là phải chăng. Từ hồi mà em bán lan kiếm ấy thì dòng này giá cả của nó cũng rất là phải chăng rồi. Nó thuộc dòng lô hội cho nên cần hoa cũng khá là dài. Và đặc biệt là dòng lô hội thì bông của nó xếp rất là dày các bạn. Nhìn cần hoa của nó nhìn rất là tươi, rất là đẹp, rất là bông, sai bông. Ở đấy là hoa lan ạ. Còn tiếp theo thì em giới thiệu với các bác về một số mẫu chậu nhà em này. Thì mẫu chậu đen thì nhà em vẫn đang tiếp tục giảm giá các bác nhé. Mẫu chậu đen nhiều lỗ và ít lỗ này. Mẫu này là mẫu ít lỗ.
Ở nhà mẫu ít lỗ thì nhà em có từ phi 14, 16, 21 và 21 ạ. Còn chậu 18 thì nhà em đang hết. Thì chậu này thì chậu 14 là 1.500 này. Chậu 16 là 2.000 này. Chậu 21 là 3.000. Còn mẫu nhiều lỗ ạ, mẫu nhiều lỗ này thì nhà em có từ phi 17, 19, 21. Thì giá của nó là 2.000, 2.500 và 3.000. Để các bác, nếu các bác mà cần những cái chậu bé, cái chậu 18 thì các bác cũng có thể đổi sang cái chậu nhiều lỗ 17 này. Chậu nhiều lỗ 17 thì cũng là 2.000, giá của nó cũng giống nhau. Còn mẫu chậu nhựa HD ạ, chậu nhựa HD đây. Nhựa HD thì nhà em có mẫu sen này, mẫu bí và mẫu nan thẳng các bác ạ. Mẫu nan thẳng. Đây nhà em có ba kiểu đó, làm đây mẫu bí đây. Nhà mẫu bí nhà em có phi 20, 25 và 30. Thì mẫu bí thì giá của nó là 10.000, 12.000 và 16.000 ạ. Đây mẫu bí thì thực ra là ở trên cái chậu này thì nó ký hiệu là phi 22, 26 và 31. Nhưng mà thôi em khi mà em đo thực tế thì nó chỉ có 20, 25 và 30, cho nên là em báo giá là em báo chậu là 20, 25 và 30. Còn cái chậu sen ạ, chậu sen thì em có phi 20, 25 và 30. Thì giá của nó là 10.000, 13.000 và 20.000. Đấy. Mẫu chậu sen thì giá cả của nó cao hơn một chút và nó có kèm nan phụ các bạn, với cả mẫu nó tua tua ra này. Khả năng nó sẽ tốn nhựa nhiều hơn. Nhà em còn có mẫu nan thẳng nữa. Mẫu nan thẳng thì cái mẫu chậu ở đây. Đây mẫu nan thẳng là nó kiểu này này các bạn. Nhưng mà cái mẫu chậu, cái mẫu em để mẫu ở đây qua đâu rồi. Đấy nó sẽ nan thẳng như này này các bạn. Đấy mẫu nan thẳng, mẫu chậu này cũng là nhựa HD. Nhựa HD nan thẳng, nhưng mà mẫu này thì nó đơn giản hơn và nó cái thanh của nó này nó mỏng hơn so với mẫu sen và mẫu bí, cho nên giá cả của nó cũng rẻ hơn. Có phi 25 là 8.000 và phi 30 là 11.000. Đấy là mẫu nan thẳng, cũng là nhựa HD, cũng là nhựa đẹp các bạn, nhưng mà nó màu đen. Còn về phân thuốc các bạn, phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy củ này. Cái di xanh là 45, di đỏ là 55. Di đỏ đây ạ, di xanh. Di xanh là 45, di đỏ 55 này. Ở chế phẩm Hùng Nguyễn Đà Lạt này thì 25.000 một lọ. Các bác lấy từ 5 lọ là 23.000 và lấy từ 10 lọ thì còn 22.000 một lọ. 6 trong 1 này. Chế phẩm Hùng Nguyễn này rất là... Sản phẩm của Hùng Nguyễn thì nói chung là những cái dòng sản phẩm của Hùng Nguyễn thì rất là chất lượng rồi. Đấy, cái này nó vừa kích thích phát, vừa kích rễ này, rồi kích ki sát khuẩn, rồi phòng một số bệnh nữa. Đây vòi xanh này, vòi phun nước này, vòi tưới cây này, các bác cũng có thể dùng để tưới cây, tưới hoa này, rồi tưới rau đều rất là tốt. Và đây cái chỗ đầu nối này này, nó phù hợp với rất là nhiều kích cỡ vòi khác nhau. Đấy. Cái vòi này có 15.000 thôi các bạn. Nhà em cũng đang dùng vòi này này. Nó rẻ nhưng mà nó rất là hiệu quả các bạn. Các bác dùng các bác sẽ thấy 15.000 mà mình bỏ ra để mua cái này về dùng thì nó rất là chất lượng luôn. Amigreen là giải độc chống sốc cây cảnh. Cái này thì các bác có thể thay thế B12 này. B12 thì là B12 đơn thuần. Còn cái Amigreen này thì nó sẽ có gồm thêm một số loại vitamin nữa, cho nên là nó sẽ giúp cây hồi phục nhanh hơn. Cái này là 40.000 một lọ. Đấy, các bác có thể dùng thay thế để giải độc này, giải độc cho cây. Nó bị sốc phân hoặc là sốc thuốc chẳng hạn thì các bác giải độc cho cây. Hoặc là mình vừa mới mua cây mà cây mới vận chuyển này, cây bị yếu, cây yếu vận chuyển đường dài, cây yếu thì các bác phun cái này cho cây hồi này. Đấy, có 40.000 thôi ạ. Sinan cho cây con 25.000 một lọ 150g, lọ to 150. Các bác lấy từ 5 lọ thì cũng chỉ còn 23.000 và lấy từ 10 lọ còn 22.000. Super canxi ạ, super canxi, super magie, kali. Ba loại này ạ, một loại là đều 25.000 một lọ này. B1 Thái, à quên là đây là B1 Mỹ.
sản phẩm của Gromor thì loại này nó rẻ hơn B1 Thái, lọ này là 235ml thì 35.000 ạ. Còn B1 Thái 25.000 lọ 100ml. Keo liền da. Keo liền da này thì 45.000, cái này là keo đen. Nhà em còn có một loại keo Mỹ Tiến nữa 30.000 này. Keo Mỹ Tiến này thì lỏng hơn các bạn. Keo đen này thì nó đặc hơn, keo này nó lỏng hơn. Ví dụ các bác dùng cho hoa lan thì các bác có thể dùng cái keo này, hoặc là các bác thêm cả cây cảnh ví dụ như hoa hồng rồi những cái hoa khác mà các bác tách chiết ấy thì các bác nên dùng cái loại Mỹ Tiến này. Humic ạ, humic acid 35.000. Cái này là dạng nước. Đây. Những cái gì sao? Vâng, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần vật tư nào thì các bác ủng hộ em. Em cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Đây còn kẹp này, kẹp 500 đồng.